So sánh iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max, thực ra là cả 15 Pro và 16 Pro thì cũng như nhau cả thôi. Video này sẽ giúp cho anh em nào mà định mua thì chúng ta nên dừng ở 15 Pro và Pro Max trong mức giá tốt, hay là cố lên 16, bắt đầu luôn chứ còn gì nữa. Kích thước là một cái khá là quan trọng. Năm nay là Apple đã tăng lên là 0,2 inch cho cả hai model của mình, là từ 6,1 lên 6,3 và từ 6,7 thì là lên 6,9. Thì ở đây là mình so con iPhone 15 Pro Max và cũng như 16 Pro Max để anh em thấy này, nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu ở bên trên thôi, không phải quá nhiều. Thật ra nếu mà mình không đặt hai con cạnh nhau thì mình cũng không cảm nhận được là nó tăng lên một cách đáng kể, bởi vì có một tẹo thôi mọi người. Và lần lượt chiều dài của iPhone 16 Pro Max là 163mm so với 15 Pro Max là 160mm. Về cơ bản là nó cũng gần như tương đồng với nhau. Độ dày thì là giữ nguyên 8,3mm, nhưng mà riêng về cái trọng lượng thì 16 Pro Max sẽ nặng hơn là 227g so với con số 221g của 15 Pro Max. Nó vẫn đều là Titanium Grade 5 và ta vẫn sẽ có kháng nước IP68. Riêng về cái phần màn hình thì có vẻ như thông tin trên GSM Arena có ghi rằng là nó sẽ dùng là kính Ceramic Shield của phiên bản 2024 dành cho 16 Pro và Pro Max. Mình nghĩ rằng chúng ta vẫn cứ phải dán cường lực và úp lưng Pikachu thôi, chứ còn không có nó vẫn xước và trầy như thường. Ngoài ra màn hình độ sáng tối đa thì không thay đổi, vẫn là 2000 nit. Nhưng iPhone 16 Pro và Pro Max giảm thấp nhất là 1 nit và anh em thấy là sự khác biệt là cực kỳ rõ. Điều này sẽ giúp cho các bạn là vào buổi tối chúng ta kiểu là đi ngủ hoặc chúng ta xem phim, chúng ta xem YouTube các thứ sẽ đỡ bị mỏi mắt hơn vì độ sáng nó không quá cao. Về giá bán thì các bạn thấy rằng là vì ra sau mới nhất mà nên 16 Pro và Pro Max chênh đâu đó tầm khoảng là 4 củ cho đến 5 củ. Tất nhiên là cũng tùy theo các đại lý khác nhau thôi so với lại con iPhone 15 Pro và Pro Max. Các bạn có thể vào link website bên dưới tại vật vờ, bọn mình sẽ có bài so sánh về giá bán hay là những cái thông số những con này, anh em có thể chọn được nơi nào mà phù hợp nhất. Và pin năm nay đã được nâng cấp tốt hơn, trung bình tầm khoảng 2 tiếng. Vâng, các bạn hãy nhìn, đây là cái thông số công bố trên website của Apple. Họ chỉ công bố là giờ sử dụng, như kiểu là pin là lên đến 33 giờ xem phim so với 29 giờ xem phim ở trên 15 Pro Max. Cái này có thể đến hai nguyên nhân. Số 1 là dung lượng pin lớn hơn, và thứ hai đó là cái chip của nó tiết kiệm pin hơn. Mình nghĩ rằng là dung lượng pin lớn hơn một chút đấy, tại vì là nhìn đi ạ, cái thời gian sạc, nếu như các bạn muốn sạc được 50% thì iPhone 15 Pro Max là cần 30 phút, nhưng con 16 Pro Max là cần 35 phút. Thế thì rõ ràng là dung lượng pin phải tăng lên rồi, tại vì hãy nhìn sang con iPhone 16 và cũng như 15, mặc dù thời gian sử dụng của iPhone 16 tốt hơn 2 tiếng so với 15, nhưng mà thời gian sạc thì vẫn giữ nguyên như thế, đều là 30 phút được 50%. Rồi, thế thì ta hãy đến luôn về con chip, bởi vì iPhone 16 Pro sẽ được trang bị đó chính là A18 Pro. Còn có con chip A17 Pro ở trên con 15 Pro Max như mình đang dùng thì thật ra mình chả cần phải quan tâm đâu. Dùng con nào mình thấy mượt cũng ngon, chơi game, quay video, edit mọi thứ nó nhanh mà. Nhưng mà theo thông số lý thuyết thì vi xử lý A18 Pro sẽ mạnh hơn là 15% về CPU và GPU sẽ mạnh hơn 20% so với A17 Pro. Thôi, chúng ta đợi ra xong rồi kiểu anh em thích làm speed test hay là so sánh gì đấy thì bọn mình sẽ làm. Đấy, còn thông số lý thuyết là vậy. Camera thì có một sự nâng cấp về góc rộng, đó là chúng ta sẽ có độ phân giải là 48 megapixel so với 12 megapixel trước đây, và nó lần này đã quay được video là 4K Dolby Vision 120fps. Trước đây thì các phiên bản iPhone thì sẽ quay là 4K, nhưng mà kiểu là thông thường đây là Dolby Vision mà 120fps. Hơn nữa là chúng ta sẽ có khả năng quay chụp special audio dành cho ai có Vision Pro thì các bạn có thể xem được. Mọi người sẽ có cái camera được phủ cái lớp chống phản chiếu. Đây là một cái khá hay. Vì ai dùng iPhone mà đều biết rằng là có hiện tượng là nếu ta chụp đèn ấy, nó có một cái bóng đèn lộ cực kỳ rõ. Thì năm nay mình sẽ có sự so sánh để xem có iPhone 16 Pro có cải thiện được vấn đề đấy không. Và một trong những nâng cấp mình rất thích đó là tính năng quay Quick Take. Thì là bình thường anh em mà đang bấm chụp mà các bạn bấm quay thì lập tức nó sẽ quay một đoạn video ngắn, nhưng mà độ phân giải ở trên những cái con như là 15 này thì nó sẽ là ở Full HD. Thật ra nó là độ phân giải 1440, và khi ở trên cái phiên bản iPhone 16 Pro thì nó là nâng cấp lên là quay được ở 4K 60fps Quick Take nhé. Đấy, bấm giữ nút chụp mà quay video mà ra độ phân giải cao như vậy thì quá đã. Các bạn quay nhanh về vẫn có footage làm video, rất là ok đối với những người như mình. Và đặc biệt là nó sẽ trang bị cho chúng ta là 4 mic thu âm chất lượng studio để sử dụng cái tính năng audio mix. Nó có thể chọn các cái giọng âm thanh thu từ đâu như thế nào để chúng ta có thể chọn các khung cảnh sao cho phù hợp. Và ngoài ra nó còn có được khả năng là giảm thiểu gió khi đàm thoại, lúc chúng ta là kể cả mọi người là video call, nghe điện thoại hay là quay video. Và nó là nâng cấp lên là Wi-Fi 7, còn iPhone 15 Pro Max thì sẽ là Wi-Fi 6E. Có cần thiết đâu nhỉ? Thực ra ai dùng kiểu 4-5 năm thì chắc là người ta sẽ cần đấy. Cuối cùng là iPhone 16 Pro và Pro Max được nâng cấp chuẩn sạc không dây lên đến tốc độ là 25W. Thì vậy, iPhone 15 Pro Max và 16 Pro Max có phải là một nâng cấp đáng giá hay không? Với mình thì năm nay sẽ tập trung vào cái nút Camera Control và Apple Intelligence.
Thật ra Apple Intelligence thì cũng sẽ được nâng cấp ở trên cái con 15 Pro và Pro Max mà, có phải là không có đâu. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là với thị trường Việt Nam chúng ta thì tính năng đấy là bỏ qua một bên rồi, vì mọi người là không dùng được bằng tiếng Việt. Thế nên mà chủ yếu là cái khả năng quay video, chụp hình và cũng như là cái nút camera control. Nếu bạn là một người rất thích quay chụp hình thì mình nghĩ anh em có thể lựa chọn phiên bản năm nay, đặc biệt là quay nha, các bạn phải quay nhiều mà phục vụ cho công việc được ấy. Thì với mình trên khoảng 4 đến 5 triệu thì mình cho rằng là cái con số này nó chưa đủ tạo ra sự khác biệt quá lớn về trải nghiệm. Với những cái yếu tố mình vừa đưa ra, số tiền đó mình có thể mua một con AirPods 4 chẳng hạn nếu mà mình chưa có. Còn tất nhiên là tiền ai người ấy tiêu, anh em có thể comment ở bên dưới. Những ai mà đang dùng iPhone đời sâu thì có thể chọn luôn là 16 Pro và Pro Max. Còn những ai đang dừng ở khoảng 14 Pro Max thôi là các bạn cũng không nhất thiết là phải lên. Đấy là quan điểm của mình thôi. Và hẹn anh em các video lần sau.